Giảm lãi suất cho vay ở các ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liệu có ảnh hưởng đến cổ phiếu của những ngân hàng niêm yết hay không? Và để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Minh Tuấn, là trưởng phòng môi giới công ty cổ phần chứng khoán VnDirect. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin chào ông ạ, cảm ơn ông đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, thì cho vay của các ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng thì đến bây giờ là đã được triển khai như thế nào rồi ạ? Cái việc giảm lãi suất ngân hàng, suất cho vay theo chủ đề của Thủ tướng thực ra là nó cụ thể vào những nhóm ngành hỗ trợ, trong đó ưu tiên về nông nghiệp, về xuất khẩu, về sản xuất, là nó tham nhũng lao động rất nhiều, chứ còn thực ra là không phải giảm trên toàn bộ bình diện mặt bằng chung. Tổng thể bề mặt ngân hàng thì có giảm lãi suất của những ngành mà cần thiết cho nền kinh tế, thì sẽ tăng lãi suất ở những ngành mà chính phủ đánh giá là sẽ gây nguy hại về sau, ví dụ như giảm tín dụng cho bất động sản nè, cho bất động sản là trọng yếu nhất, tại vì nó, chúng ta đã có một cái bài học ngày xưa là cũng bởi vì bất động sản. Hiện tại tới bây giờ thì thống kê của 5 tháng vừa qua thì tốc độ tăng trưởng tín dụng 4 tháng nhé, tốc độ tăng trưởng tín dụng của chúng ta còn vào khoảng 5%, thì tôi đánh giá đây là một mức độ tăng trưởng là tương đối hợp lý, cần phải quá nhanh, tại vì hệ quả của một cái nền kinh tế mà tăng trưởng nhanh như chúng ta mà dựa trên hầu hết là tăng trưởng tín dụng, nó sẽ gây cái hệ quả về lâu và dài. Trong đó chúng ta có thể thấy là không phải cái dòng tiền nào nó cũng đi đến nơi cần, ví dụ cái gói tín dụng tài trợ cho sản xuất có thể là bị lắc để qua đầu cơ đất đai, bất động sản, chứng khoán v.v. tạo ra những cái bong bóng tài sản rất là nguy hiểm cho nền kinh tế. Nên việc chúng ta hãm lại cái tốc độ tăng trưởng tín dụng và cái lãi suất mà chúng ta có điều lĩnh vực mà cần thiết cho xã hội tận dụng lao động nhiều, thì đó tôi đánh giá đó là một cái động thái tốt của ngân hàng nhà nước. Vậy thì thưa ông, là cái việc mà giảm lãi suất cho vay này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp ạ? Đối với các doanh nghiệp mà trong lĩnh vực được ưu tiên của chính phủ thì dĩ nhiên là tốt, kiếm được chi phí tài chính rất là nhiều đó. Thì những doanh nghiệp ví dụ thiên về xuất khẩu nè, những thủy hải sản nè, nông nghiệp sẽ được hưởng lợi trong về lâu về dài, và nó tạo ra một cái lan tỏa cho nền kinh tế rất là tốt và cho khối doanh nghiệp. Còn những doanh nghiệp mà có thể là bị tăng lãi suất, chiếm dụng vốn nhiều, trong đó thí dụ tập trung cho bất động sản chẳng hạn, thì về lâu về dài sẽ là không tốt với họ. Thì cũng từng lĩnh vực, từng ngành, chứ không phải là nó là cao bằng chung cả. Chính phủ đưa ra một cái thông điệp rằng là tiết kiệm chi phí tài chính cho nền kinh tế thì giúp cho nền kinh tế sẽ sôi động hơn, nhu cầu vốn sẽ tăng lên nhiều hơn, và chúng ta sẽ chứng kiến được một cái tốc độ tăng trưởng tiếp tục ở mức cao đối với nền kinh tế Việt Nam. Thưa ông, vậy thì sau khi mà giảm lãi suất cho vay thì có phải là do áp lực nên huy động hay không ạ? Cơ bản là chúng ta nói về ngân hàng thì nó phải chia top ngân hàng thương mại quốc doanh, họ có thương hiệu sẵn, sau đó top ngân hàng thương mại cổ phần và top nhỏ hơn, những ngân hàng đang cơ cấu. Thì cái tăng trưởng tín dụng của cái top ngân hàng thương mại quốc doanh nó vẫn tốt, nó vẫn đều, là vì có quy mô lớn, thứ hai là họ có thương hiệu, nên hầu hết người dân là chấp nhận gửi vào đó với một cái mức là lãi suất có thể hạ một vài điểm phần trăm gì đó. Tuy nhiên những cái ông nhỏ hơn thì khi mà anh hạ lãi suất tiết kiệm nhanh, sẽ xảy ra sự dịch chuyển của cái dòng tiết kiệm, nó đi qua những nơi mà vẫn còn ở mức cao. Nên cái này không phải là áp lực, mà cái này chính là cơ địa của từng ngân hàng, từng khu vực ngân hàng. Đó là quan điểm của tôi. Mà giảm lãi suất cho vay cùng với giảm lãi suất huy động thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào đối với cái cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết hiện nay ạ? Đối với các cổ phiếu của ngân hàng niêm yết thì cái việc cho vay và huy động nó cùng giảm thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái nhập của cái ngân hàng, cái biên lợi ròng của ngân hàng. Tuy nhiên nó về lâu về dài đối với nó sẽ ảnh hưởng đối với những cái ngân hàng mà có quy mô nhỏ hơn và thương hiệu ít hơn. Cơ bản trên cái một cái bình diện chung của cái nhóm ngân hàng, khi tất không thể đứng ở ngoài được, giảm lãi suất cho vay anh không thể đứng ngoài được. Tuy nhiên khi anh huy động anh cũng không thể giảm được nhiều. Đối với những ông nhỏ chẳng hạn, như anh giảm nhiều một cái là nó sẽ diễn ra cái sự dịch chuyển cái luồng tiết kiệm sang ngân hàng khác ở một cái mức lãi suất cao hơn. Câu chuyện như thế nó cũng ảnh hưởng tới từng cơ địa ngân hàng một, và chúng ta sẽ quan sát thấy rằng cái nhóm cổ phiếu của ngân hàng quốc doanh họ sẽ vẫn an ninh làm ra, vẫn ổn định hơn đối với những ngân hàng mà nó thuộc top dưới. Đó là cái câu chuyện. Vậy thưa ông, thì trong cái giai đoạn hiện nay thì đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng thì có phải là một lựa chọn tốt hay không ạ? Theo quan điểm của tôi thì nhóm ngân hàng nó đã có về cổ phiếu nha, chúng ta đang nói về cổ phiếu, tăng trưởng về thị giá rất là nhiều,
trong 2 năm vừa qua, tôi thống kê được là tăng trưởng tỷ giá trung bình là trên 100% hết. Có cá biệt có ngân hàng tăng vài lần. Có nghĩa rằng là cái sự tăng trưởng về tỷ giá, về đầu tư của nhóm ngân hàng nó đã diễn ra một thời gian dài và nó phản ánh gần như toàn bộ những cái kỳ vọng của tương lai về hoạt động của ngân hàng. Nên khúc này không phải là cái khúc đầu tư, có nghĩa rằng chúng ta phải có một cái thời điểm mua rẻ thì chúng ta mới hợp lý đầu tư, và chúng ta ở một cái thời điểm mua mắc thì nó không phải là thời điểm đầu tư tốt. Cảm ơn những ý kiến trao đổi của ông ạ.